Chào tất cả các bác, chào tất cả anh chị. Hôm nay em giới thiệu với cây phi điệp gái nhảy. Vì ở chỗ em đây là vườn em là ve nó kêu nhiều quá nên là nó hơi ầm. Thì anh chị có thể mở nhỏ lại một chút để nghe nhá. Tại vì nó hơi ầm nên là sợ anh chị khó nghe. Đây là cái cây phi điệp gái nhảy. Cái này chắc là nhiều người biết đến rồi. Cái bông này á, với cái bông gái nhảy mà lần trước em quay á, thì nó là hai cây. Nó là hai cây khác nhau, nhưng mà mọi người đều gọi là gái nhảy. Bởi vì nó là một cái bông cũng khá là phổ thông. Và các anh chị gọi ngày trước ấy, thì là mình tại sao mà có nhiều tên ấy. Thì bởi vì là cái cây này thì nó gọi là cây hồng Hà Nội này, năng trắng Hà Nội này. Gái nhảy này, hồng anh cả này, và một số những cái tên khác nữa. Hiện tại em chỉ nhớ được mấy cái tên đấy thôi. Thì là nó có nói lên về cái sự biến thiên của cái bông hoa này. Có nghĩa là lúc thì cánh màu trắng, có lúc thì cánh nó hồng, có khuôn bông nọ khuôn bông kia. Thì có nghĩa là có nhiều khuôn bông, nhiều bông gần na ná giống nhau đều mắt hồng như thế này. Và ngày trước thì anh chị chưa gọi tên mà đặt tên là hồng nọ hồng kia như bây giờ. Nhưng bây giờ thì là mọi người đa phần là đều gọi là hồng nọ hồng kia rồi, đặt tên rồi. Còn ngày trước thì chỉ gọi là những cái cây ám hoặc là những cái cây mà đơn giản thôi. Thì những cái cây cũ như này thì người ta hay gộp vào một và bán để cho nó dễ bán và được giá. Thế đâm là nó có như 2-3 mặt hoa, 3-4 mặt hoa khác nhau. Anh chị nhá, đây là cái mặt hoa thứ hai. Anh chị có thể tham khảo lại cái mặt hoa thứ nhất ở trên kênh Thiên Đường Cán Hoa. Cái mặt hoa cây đấy thì môi hoa thì nó mở hơn nhưng mà nó cánh nó không bay được. Cái này là hôm nay là nó mới nở thôi, nó chưa được bay lắm. Anh chị nhá, đây như cái bông này nó đang nở này, nở nó căng hơn này, bông trên này nó nở nó căng hơn tí thì cánh nó bay hơn chút. Đấy. Nhưng còn cái cây này môi hoa rất là nhỏ, môi hoa nhỏ, anh chị môi hoa lưỡi ống. Cái này cái lưỡi ống nó khác với cái cây lần trước em quay, cũng là một cái cây gái nhảy nhá. Đấy, nhưng cái mắt của nó là màu hồng rất là đẹp, nhìn chung cái màu mắt của nó là màu phấn hồng cũng rất là đẹp. Và cây này thì nó nở ổn định nhiều năm và nó được đánh giá trên thị trường và giá thành thì nó cũng rất là rẻ so với một số những cái cây hồng khác cũng như là một số những cây đột biến khác. Thì cái cây này là một trong những cây hồng giá trị thấp và chúng ta cũng có thể chơi sưu tầm cũng được anh chị nhé. Thì em xin phép vào cái thân lá nó một chút giới thiệu đến các anh chị, đến mọi người. Đây thân lá của nó. Thân lá của nó thì tương đối là xanh sạch nhưng mà nó vẫn có ngấn tím anh chị nhé. Thân của nó là xanh thôi nhưng mà ở cái phần chân cổ lá đây này nó vẫn có các màu tím hồng nha. Nhưng khi mà thân nó già rồi thì anh chị nhìn bên cạnh ngay kế bên đó. Đấy. Thân nó già rồi thì nó sẽ không còn cái ngấn đấy nữa. Còn ngấn bên này thì nó chỉ hơi có là dạng mờ mờ thôi, một cây mới. Còn khi mới ra thì nó không có anh chị ạ. Đấy. Thế nên đấy là cái sự phát triển của cái cây này. Thì mỗi cây thì nó có một cái sự phát triển khác nhau. Có cây thì là ra cái là tím luôn. Đấy, như một số cái cây hồng khác ấy. Có cây thì năm cây trắng thì nó vẫn tím như này. Đấy. Anh chị ạ. Thế nên là cái việc mà sự phát triển của nó là chúng ta cần phải để ý và biết được cái sự phát triển của nó. Thì khi mà anh chị đi mua thì chúng ta mới biết được là cái cây này bây giờ đang xanh sạch là đúng hay không. Hoặc là lúc nó bé như này nó lên mầm tím có đúng hay không. Đấy, ví dụ như cây gái nhảy này là nó lên mầm nó hơi tím anh chị nhá. Mầm lên hơi tím và thân nó hơi tím như này. Đấy, còn khi mà thân này nó già rồi ấy, ví dụ anh chị mua cái kia 52 ấy thì kia 51 thì nó phải là như cái này của em là kia 51 này, cái này là kia 52 và cái này là kia 53. Bây giờ đang lên 53 thì gọi là thân rồi đấy, năm thứ hai thì gọi là thân rồi. Thì cái kia 52 này á, thì là thân già của nó là xanh sạch, nó không cái cổ này nó không còn ngấn nữa anh chị ạ. Cổ này nó không còn ngấn tím nữa mà nó chỉ còn cái cổ bên này thôi. Thì cái cây này thì mai kia nó già cây thì nó cũng sẽ bay mất. Có nghĩa là cây nó trưởng thành á anh chị nhá. Trưởng thành có nghĩa là nó dài khoảng trên 50. Và có thể là rừng trên 50 trở đi thì và khi đến rừng ngọn ấy thì nó sẽ là như thế. Anh chị nhá. Cái lá của nó, cây này thì lá của nó bộ thân lá khá là to. Thân lá của nó
lá to và dài, nó kiểu là vùng miền trong á anh chị ạ, lá to và dài. Hàng Bắc cũng có nhưng mà to và dài này nó kiểu miền trong, càng cam hoặc hàng Lào gì đó, em cũng không dám chính xác nó ở vùng nào, nhưng cái cây này lá thì nó to khoảng từ 3 đến 4 cm. Đấy, có nghĩa là nếu mà nhỏ hơn thì khoảng 2-3 cm là những cái lá nhỏ ở dưới này nhá, nhưng mà những cái lá trên thì nó phình to là nó sẽ rất là to anh chị ạ, nó rất là to, 3 cm trở lên, 3 đến 4 cm anh chị ạ, cái lá này này, đấy, 3 đến 4 cm, và nó dài khoảng từ 10 đến 15 cm, nhưng mà thường thì nó sẽ là từ 10 đến 12 cm là nhiều anh chị ạ. Như cái lá này ở trên tay em đây là nó phải dài tầm độ khoảng tầm 13 cm đấy, thì nó là trung bình mà. Còn những cái lá nhỏ ở dưới thì bao giờ nó cũng nhỏ hơn và ngắn hơn anh chị nhá. Còn cái lá ở trên thân và cái đoạn phình to ra như này này, đoạn ra hoa ấy, thì nó sẽ to hơn và sẽ rất là to anh chị nhá. Đấy, cái dáng lá của nó thì không có gì quá đặc trưng để chúng ta nhận diện được. Lá của nó thì nếp nhăn này rất là nhiều này anh chị ạ, nhăn nhé, nhăn này đấy, nhăn nhiều, lá nào nó cũng có cả anh chị nhá, lá già lá tơ đều có nhăn gấp khúc rất là nhiều đây này. Đấy, anh chị thấy cái độ lồi lõm lên xuống này đấy, đúng không ạ, độ lồi lõm lên xuống rất là nhiều đấy, đấy. Lá nào nó cũng thế thôi, và cái đặc trưng như dáng lá của nó đây thì mọi người có thể nhòm một chút, và có thể là nếu như mà nhà mình có cái cây nào mà mình chưa nở hoa mà mua của người ta ấy, mà chưa nở hoa này anh chị cũng có thể nhòm để biết được rằng là à cái cây này lá của mình nó giống không, chúng ta có thể tìm hiểu được à mình mua cái cây này nó đúng cây không, đúng cây đúng hoa không anh chị nhá. Thì tiếp theo em giới thiệu đến cái bông hoa nó một chút. Bông hoa của nó thì nó là cánh màu hồng anh chị ạ, cánh màu ám hồng và lưỡi ống môi hoa, nghĩa là môi hoa đây như cái bông này chưa nở nó là lưỡi ống ấy, nhưng khi nở ra rồi thì cây này thì nó vẫn là lưỡi ống anh chị nhá, nở ra rồi nó vẫn là lưỡi ống, đây là chưa nở hết này. Cái này thực ra thì ngày mai thì nó mới đẹp đấy, nhưng mà ngày mai thì em lại công việc nên là lại ngày mai với ngày kia thì em lại không thể quay được đấy, nên là hôm nay em quay giới thiệu trước, chứ ngày khoảng 2 hôm nữa ấy, thì là cái môi hoa này nó hơi mở ra một tí nữa, nó hơi mở ra một tí nữa thôi anh chị nhá, nhưng mà nó vẫn là lưỡi ống như này, nó vẫn là lưỡi ống như này, vẫn là lưỡi ống, nó không mở ra được, nhưng khoảng hai ngày nữa là nó hơi mở ra hơn tí nữa, hơi mở ra hơn nữa thì nhìn nó sẽ đẹp hơn đấy. Và cái cánh của nó, cái cây này cánh, bộ cánh của nó đây anh chị nhìn này, khi là mới nở nó mới nở được cái đây, nó chưa bay, cây này là cây cánh bay anh chị nhá, đây này nó cánh bay như cái bông sau này, cánh rất là bay, cong sau rất là đẹp đấy. Cái là môi hoa nó nhỏ thôi, môi hoa nó nhỏ, nhưng cái này được cái thì màu mắt của nó rất là đẹp. Cái này thì nó cánh nó bay hơn như này anh chị ạ, nó bay hơn, nó phải bay sơn bông này, bông này thì cũng dạng mới nở thôi, nên là nó cũng chưa được đẹp lắm. Còn nếu như mà nở nhiều thì nó sẽ đẹp, tầm 2 hôm nữa thì đẹp, 2 hôm nữa thì lên hình sẽ đẹp hơn. Thì nếu như hôm nay em có về có kịp thì em quay video lên. Còn đây là cái bông gáy nhảy, một trong những bông phi điệp đời đầu mà được đánh giá là rất là cao và cũng rất là đẹp. Rồi từ cái khuôn bông cánh bay, màu sắc cái này thân thủ nó rất là to anh chị nhá, thân thủ của anh chị nuôi nó cũng được tầm độ 1,5 m, nó dài đạt có thể là 1,5 m luôn anh chị nhá, và to có thể đạt F21, nó rất là to. Quan trọng anh chị chăm nào rồi, đây anh chị nhìn kim 52 của em, kim 52 của em là nó dài khoảng tầm độ chắc khoảng tầm 60 đấy, kỳ 52 nhá, kỳ 52 là khoảng 60 và thân nó khá là to. Cái thân như này thì nó phải dơ vào tầm độ khoảng F10 mấy đấy, kỳ 52. Nhưng em nuôi thì nó cũng dạng bình thường thôi, chứ em cũng không phải dạng nuôi tốt, bởi vì Hà Nội, ở khí hậu Hà Nội ấy, nó rất là khắc nghiệt, nên cái việc mà mình nuôi tốt mà to như trên Hòa Bình hay là một số Tuyên Quang hay một Phú Thọ, một số tỉnh khác thì khó đấy, bởi vì Hà Nội khí hậu nó khắc nghiệt lắm anh chị ạ. Thì đấy là về khí hậu. Còn trồng với chăm ấy thì anh chị cứ chăm bình thường như những cái cây phi điệp tím khác anh chị nhé, phi điệp nào anh chị cũng chăm như nhau thì cây nó sẽ rất là tốt và đẹp anh chị ạ, cây nào cũng thế thôi. Còn đây là như cái cây này của em, đây là em bón phân chuồn quế đấy, nó cả nhà là em sử dụng là phân chuồn quế, dưới là vỏ thông anh chị nhé. Đấy thì nó rất là đơn giản thôi, phân chuồn quế và bón thỉnh thoảng bón phân qua lá
phân bón qua lá hay một số những các loại khác thì anh chị có thể liên hệ bên em để được mua thuốc hoặc tư vấn anh chị nhé. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Xin cảm ơn.